Bình Quân này đẹp nhỉ? Bình Quân này cũng đồng giá luôn đúng không? Đồng giá đấy ạ. Wow. Bình này phải có 300 đúng không? 300 ạ. Quá, quá rực rỡ. Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh không khí Tết tại thủ đô Hà Nội. Wow, ở đây là vựa quất xả quý vị và các bạn. Xả hàng rồi, đồng giá 300 một ca. Và đây, ngay ở chỗ 256 Thụy Khuê quý vị và các bạn. Những bình quất rất đẹp. Vâng, em Việt Châu Việt mời quý vị cùng em Việt Châu Việt qua mua quất giảm giá. Chúc anh đất khách nha. Quất đây, à đây, đây còn có cả 200 nữa nhỉ. Quý vị và các bạn tới ủng hộ nhà vườn thôi. Nhà vườn bắt đầu xả hàng rồi. Hà Nội like. Like. Ê, em gái mẹ, hình như em bán quất đúng không? À, cứ để tự nhiên đi, để khách hàng tới tự ủng hộ. Đây, bạn gái rất là xinh xắn bán quất quý vị và các bạn. Đây, các cô cũng vào chọn quất rồi. Chúc em đắt khách nhá. Ok. Quả quất, chúc bình quất này đẹp nhỉ? Bình quất này cũng đồng giá luôn đúng không? Đồng giá đấy ạ. Wow. Bình này phải có 300 đúng không? 300 ạ. Đẹp nhỉ? Nhìn mê luôn quý vị và các bạn. Rồi, chúc các bạn đắt khách. Đẹp đấy, cái quất văn giang đúng không? Dạ vâng. Ừ. Những hình ảnh rất nhộn nhịp rồi quý vị và các bạn. Chúc màn hình là ngã tư Văn Cao và Thụy Khuê quý vị và các bạn. Thời tiết hôm nay rất đẹp cho người dân thủ đô Hà Nội đi sắm Tết. Nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 22 độ C. Trời hơi se se lạnh quý vị và các bạn. Mặc dù độ ẩm hơi cao một chút, nhưng mà thời tiết như thế này là cũng là lý tưởng rồi. Không có mưa. Và thời tiết hơi se se lạnh, rất thích hợp khi đi sắm Tết quý vị và các bạn. Ở đây là nhà bán những cái bình. Mời quý vị cùng em Việt đi qua chợ hoa Hoàng Hoa Thám để cảm nhận không khí Tết. Ở đây một số bình quất, à, các anh ấy làm vừa một nửa là trồng quất, còn một nửa là để làm bể quý vị và các bạn. Đấy, nhà vườn rất sáng tạo. Đây một số cây đào em Việt cho Việt đã nở, thấy nở bung rồi. Hôm qua nắng thì hôm nay đào quá, nở không còn cái hoa nào luôn quý vị và các bạn. Quá rực rỡ. Mời quý vị cùng em Việt đi tiếp. Ai, chúc anh đắt khách nhá. Đây những cái bình quất. Bình quất, chắc bình quất từ niên rồi. Thấy các anh chăm chút những cái chậu rất đẹp. Ở đây có một cây quất đẹp. Có thế huyền quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn tới kênh của em Việt Châu Việt, hãy tặng em Việt một like ạ. Và quý vị lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh để nhận nhiều clip về không khí Tết tại thủ đô Hà Nội. Những cây đào hầu như là nở bung hết rồi quý vị và các bạn. Sau những ngày mưa xuân và tới ngày ngày nắng như hôm qua thì những bông hoa đào đang rực rỡ khoe sắc. Ở đây là vựa quất. Ở đây anh đang chữa quất rồi. Ở đây lại là
Trọng Quân. Trọng Quất nhỏ nhỏ xinh xinh là 3 tiền chị gái nhỉ? Vâng, em cảm ơn. Có 150 thôi quý vị và các bạn. Tới ủng hộ chị bán cho đặt khách. Giá cả rất hấp dẫn. Rẻ nhất mùa xuân rồi. 150 không mua được gì chơi xuân. Bát Ngàn Đào Quất. Ở đây còn có cả những giò lan quý vị và các bạn. Số cây đào cổ. Chuối rồi. Và em hiện thấy nải chuối là chín hết rồi. Các cửa hàng buôn bán hoa. Đang ra có một số các bà đang chọn hoa rồi. Một số những cây mai vàng và cây long. Bình thường là 3 tiền chậu em? 700 một cây. Chúc em đắt khách nha. Ở đây vựa đào. Sau những ngày nắng thì vựa đào có vẻ sơ sát lắm rồi thì vừa qua. Rất nhộn nhịp quý vị và các bạn. Đây có một số cả bó đào chuông. Đây có hai cô chú đi xem quất. Bát Ngàn Đào Quất quý vị và các bạn. Này thì nó chú chốt được chú quất rồi. Hôm nay là 24 tháng chạp rồi quý vị và các bạn, mà không khí chợ thì em Việt vẫn chưa thấy nhộn nhịp lắm, vẫn còn ảm đạm. Thế ẩm lắm. Đác đác em một số đi, một chú đi xem. Cú
vào cảnh. Ra cho một số các bạn đang hỏi. Cành đào này bao tiền đấy cô? À chị, 200 à? Vâng, chúc mừng chị. Giá rẻ, chị mua 200 một cành đào, bình thường phải 300 các bạn. Và bình thường các năm trước phải 300, năm nay rẻ. Chúc mừng chị nhá. Ở dưới này em Việt thấy đỡ đỡ hơn một chút. Đây, còn có người xem. Chậu nhất chi mai kia bao tiền đấy chú? Dạ. Chậu nhất chi mai kia bao tiền đấy? Dạ. Chậu nhất chi mai này thì đẹp. Nhưng mà chú không nói giá quý vị và các bạn. Đây, anh sẽ quất đi bạn.
cảnh chưa mùa mà nó bảo này, cành đào này nộp nở hết. Đúng rồi, thời tiết ẩm như này mà chỉ cần nắng lên một cái này nở bung hết. Đây chú đang mua được cây quất. Đoạn này em Việt thấy nhộn nhịp hơn, các cô chú dừng lại xem cây nhiều hơn. Tới đoạn này vừa tới thấy có không khí Tết quý vị và các bạn. Trước màn hình là ngã tư Lạc Long Quân và Hoàng Hoa Thám quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng em Việt đi một vòng vòng xoay đường 10 Lạc Long Quân và phát mấy cành đào rồi. Chị mua cành đào bao tiền đấy? Cành đào 3 lít. 3 lít à? Chúc mừng chị. Bán đây vừa rẻ vừa đi ạ. Bán đây mua đào đi chú. Anh cảm ơn nha. Anh đi ghi hình không khí Tết tí. Cành đào đẹp. Đây rất nhiều đào. Bát ngàn đây, đây các chị bán đào, cảnh đào ế quý vị và các bạn. Bông hoa đào đang rực rỡ khoe sắc. Mời quý vị cùng em Việt đi tiếp ở vòng xoay để cảm nhận không khí Tết trên thủ đô Hà Nội. Đông các chị các cô đi mua quất, bình quất nhỏ nhỏ. Đấy quý vị các bạn đấy, không khí Tết đã xuất hiện trên đường phố Hà Nội rồi. Hôm nay 24 Tết rồi, cảnh đào đang rực rỡ khoe sắc. Long lanh quý vị và các bạn, bạt ngàn đào quất. Nhà vườn có vẻ đang rất buồn.
mà chưa bán được nhiều thì cũng sốt ruột cũng nhiều các bạn. Đây có anh bán là những cây đào già. Ở trong này thì cái bình quất nhỏ nhỏ em Việt thấy đông khách. Chưa thấy ai mua, rất đông các bạn. Tết vạn người bán thì một hai người mua các bạn. Cô đấy mua được cây nhất chi mai. Cô mua cây nhất chi mai bao tiền cô ơi? Các cô còn đang mặc cả giá 3.000 gì các bạn. Đây cô mặc cả chưa được giá cô. Chưa được giá à? Nó có bán đâu. Chả chưa bán à? Thôi cứ từ từ thầm thả mua vui mà cứ nếu mà ưng thì phải quất thôi, còn không quất còn không cứ từ từ. Và ưng cái đẹp cây đấy rồi thì là phải mua luôn, còn không thì thông thả à mua cho xong nữa à. Nhưng mà một cây bao tiền à? 2.1 mà vẫn chưa bán à? Thôi bán thôi, năn nỉ bán thôi. Và chúc cô không bán sớm mua được. Tết ở đây, wow, khu này là nhộn nhịp lắm quý vị và các bạn. Ở đây các cô mua những cái chậu bông nhỏ nhỏ. Nhưng mọi người vào xem là chính. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tới.